Con nâu có trọng lượng là giới tính là. Mà giới tính là gì quên này? À, giới tính đực nha các bạn. 60kg. 50kg chứ, nó lộn, xin lỗi mọi người nha, 60kg, 50kg. Nè, cho một chương ấy, ai chấm cho nó miếng muối ớt cho nó ăn được, cho mày cài tía mày luôn. Ừ. Ăn nữa. Cài con. Hả? Nâu, ngồi xuống. Ngồi xuống, ngồi xuống. Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống. Good boy, good boy, good boy. Nè, cho con thưởng. Giỏi. Nâu giỏi à ta. Lòng nó bóng luôn luôn mấy bạn. Tao có cái phao câu nè, tao không ăn cho mày cái phao câu nha. Nha. Ừ. Ừ, gà da giòn luôn mấy bạn. Ngon lắm, vừa ăn luôn. À. Kênh của Trâm được bật kiếm tiền nha mấy bạn. Nói chung là cảm giác của Trâm còn rất là vui luôn á. Bây giờ là Trâm tan làm rồi thì đang có dự định là sẽ đi kiếm một cái gì đó để về ăn mừng kênh YouTube được bật kiếm tiền nha mấy bạn. Nay tạm thời sẽ mua đồ ăn chế biến sẵn đi. Nói chung mình mới đi làm nha, mình cũng mệt lắm mấy bạn. Nhưng mà mình ráng mình chờ tới chủ nhật, mình định tới chủ nhật mình mới làm video. Nhưng mà bây giờ mình nôn nóng quá rồi, mình hứng lên là mình làm liền nha mấy bạn nha. Ok, bây giờ mình up video ở đây thì hẹn gặp lại các bạn một chút nữa mình sẽ quay lại nha. Con về nước 1 tiếng đồng hồ hả? Dạ. Cho giòn giòn giùm chị nha. Trời ơi, nhìn hấp dẫn nha mấy bạn. Đây là chén muối ớt nha các bạn. Người ta làm muối ớt nè. Mà người ta xay nó nhuyễn luôn rồi. Có cho mình có một trái dưa leo ngọt mà. Thôi kệ, mà mình cũng có cái gì để cắt trái dưa leo nữa. Rau răm. Đây, đây là con gà nướng muối ớt của mình nha mấy bạn. Trời ơi mấy bạn nhìn nó mập nè. Đây. Wow. Thấy ghê chưa? Gà nướng muối ớt nha mấy bạn. Nói chung mình đi làm về nên mình không có làm đồ ăn được nha các bạn, nên là đi mua gà nướng sẵn nha. Nôn nóng ăn mừng quá trời rồi, cho nên phải làm liền cho nó nóng. Hôm nay đây là ngày thứ 3, sau 3 ngày mình được bật kiếm tiền nha các bạn. Cảm giác rất là vô mót luôn. Rồi bây giờ hôm nay mình sẽ mời các bạn ăn gà để mừng kênh YouTube của Trâm Ốc TV được bật kiếm tiền nha các bạn. Rồi để mình xé cho chứ một mình không biết ăn hết con gà này không, nhưng mà vui quá kệ, ăn mừng mua nguyên con luôn mấy bạn. Rồi, xé ra còn để nữa, để bên đây một góc đi. Có gì một hồi mình cho sang sang một góc nha các bạn. Tại vì á, sang sang á, bình thường á, có cái gì cũng cho chị Trâm hết á. Tại mình đang ở trong công ty với mấy bạn, nên là sang sang tội nghiệp lắm, có gì cũng cho chị Trâm hết. Để đây đi. Sang sang là bữa hổm á, mình làm cái clip nấu mì á, nhờ sang sang nấu nước cho mình đó mấy bạn. Chú bảo vệ á. Ok. Rồi bây giờ Trâm sẽ mời các bạn cùng ăn và cùng thèm với Trâm nha. Trời ơi hấp dẫn lắm. Nãy nướng đứng ngay đó mà nghe cái em nó nướng là nó đã thơm rồi. Bây giờ làm trước ui cái đằng đó nha. Rồi chấm cái đã, chấm miếng muối. Rồi mình mời các bạn nha, cùng ăn với cùng thèm với Trâm Móc nha. Ok con dê luôn mấy bạn. Đó. Con gà này mình mua 160 triệu, nãy lộn 160 ngàn à. Trà khỉ rất quen rồi, quên nói lộn rồi. Xạo quá.
nâu cho con cộng xương à. Ừ. Đấy. Cho con. Đấy. Cho con cộng xương à. Giỏi nha. Đó. Trời con nâu nó to lắm luôn á mấy bạn. 50 kg. Khổng lồ luôn. Nâu. Vậy mình bây giờ mình sẽ xé tiếp nha bạn. Cho con nâu cái cho con nâu âu cái đằng nha. Cho con cái đằng ở đầu nè. Ngoan nghe không? Úi giời ơi, từ từ thôi chứ. Đó đây. Ở đây. Trời ơi cha mày cho mày ăn cái mày chạy đi mất tiêu hả? À? Không dụ dỗ được nó rồi mấy bạn ơi. Chà, mình sẽ làm tiếp cái cánh. Đủ nó mà nó bất hợp tác luôn mấy bạn ơi. Con nữa hả? Ăn rau không? Cho cộng rau nè. Hả? Ăn rau không? Hả? Ăn mày cộng rau đâm cho nó thơm. Hả? Nè. Cho cộng rau với cộng xương chọn nào? Mày khôn như vậy. Ngoan, từ từ. Rồi làm bậy cộng rau đi. Nè. Trời nó không ăn rau luôn mấy bạn, nó khôn ghê không? Nè. Ăn làm bậy cộng rau găm coi. Không ăn luôn. Không ăn luôn mấy bạn. Cho cộng xương à. Nè. Từ từ thôi nha, từ từ thôi để mắc răng. Biết ăn dưa leo không? Từ từ để tao gỡ xương cho nó cái đầu nó nuốt lọn lõn luôn mấy bạn. Mày ăn mày không nhai hết đâu. Trong văn học người ta gọi là nuốt chửng. Xương à. Nè. Ăn rau không? Đó. Nè nhau ơi. Từ từ con. Ngon không? Hồi đợt mình có làm cái clip nấu mì Sam Giang á mấy bạn. Nấu mì Sam Giang là có con nâu này ăn khôn bà cố luôn. Mày làm tao sợ quá nâu ơi. Nó mê lắm mấy bạn. Làm bảy cọng rau đi nè. Chấm với ớt luôn. Thử coi. Nè. Khôn như vậy, ăn đi. Đó. Để mình kẹp miếng thịt gà vô miếng rau cho nó ăn nha. Để mình kẹp vô cục dưa leo đi, đừng kẹp rau. Cay tội nghiệp quá. Kẹp miếng thịt gà vô vô cục dưa leo. Nâu. Nâu. À, qua đây nè. Qua đây nè con. Từ nha. Mẹ mày lửa mày. Trời ơi. Nó lửa cũng thích nó ăn rồi nó chừa cũng dưa leo lại mấy bạn. Quỷ xứ không. Con gà này chắc mình ăn có cái mình không mà toàn là phâu câu với cổ đầu là nó dứt hết á. Tội nghiệp á. Cũng biết nghe lời á, cũng ngoan á. Nè. Ngon không? Công nhận gà vừa ăn ngon ghê luôn á mấy bạn. Mình phải ăn riết mình đưa nó cục xương nên kìm khách chứ không nó bỏ nó đi. Sao? Nó kêu con thịt gớt kìa, lượm đi. Nó nghiệp quá à. Em vậy? Có cho ăn chưa mà ăn vậy? Hả? Có cho ăn chưa? Hả? Nằm xuống, đúng rồi, giỏi, good boy.
Trời ơi, kêu nó nằm xuống rồi, tội nghiệp hết sức không? Nó không? Trời ơi, mình nói để mình kể, nhiều lúc sáng á, sáng xuống chạy xuống tập thể dục cái thấy chả mà chả được chú bảo vệ thả rồi á, chả thấy mình mà chả mừng mà thiếu điều mà thằng chả nhào vô mình mà muốn sắc mặt luôn á mấy bạn, muốn ụp mặt luôn á. Trời, ta nói nó leo lên nó chờ một cái hồi một hai cái hông mình nó ê ẩm luôn. Mình mua một con gà là một mình ăn cũng không thể nào hết rồi mấy bạn. Nhưng mà để ăn mừng kênh Chăm Móc TV được bật kiếm tiền nên mình chơi lớn luôn nha mấy bạn. Mua nguyên con gà luôn. Chùa sang sang một cốc cái đùi này mấy bạn. Đầu cổ phao câu cánh là cho nâu nâu. Còn mình ăn cái mình. Nói chung rất là ngon. Thì cái ngày 5 tháng 5 á, cái ngày 5 tháng 5 lúc 4 giờ 15 sáng là Trâm dậy, Trâm thức dậy. Thì vô mail coi á, là người ta chỉ báo là kênh Chăm Móc TV đạt được 1.000 người đăng ký và 4.000 người xem trong vòng 12 tháng. Là lúc đó Trâm mới coi được cái mail đó, là người ta báo là mình bát thôi các bạn, là bắt đầu mình được giống như mình đạt cái cột mốc các bạn. Thì cách vài phút sau đó nữa là bắt đầu nó gửi thêm cho mình một cái mail nữa là chúc mừng kênh Chăm Móc TV là được tham gia đối tác YouTube nha các bạn. Trời, lúc đó mừng hết lớn luôn, nói chung là đang lúc hừng sáng mà mình đang ở trong phòng nữa, tại mình ở chung một bạn cùng phòng nữa, ở chung với Sen á mấy bạn, mà mình không dám la lên luôn. Nói chung là lúc đó cảm giác rất là sung sướng luôn á. Nhưng mà có một không gian rộng là nếu mà la lên được là mình la. Tại vì á, hồi giờ mình làm mình nghĩ không có nghĩ là mình cũng không giống như là mình trông chờ thử cái mình có đạt được cái cột mốc đó không, nhưng mà dần dần rồi nó cũng đạt nha bạn. Thì thời gian đó là Trâm bỏ ra thời gian khoảng 6 tháng nha bạn. Mặc dù mình không có tích cực ra video, thời gian đầu thì ra video rất là thường xuyên, nhưng mà kể từ ngày Trâm đi làm lại á, từ ngày Trâm vô Nam Sung làm là thời gian ra video của Trâm rất là ít. Tại vì ban ngày là mình đi làm suốt luôn, chiều về thì nấu nướng thì nó cũng bất tiện, tại vì mình ở công ty nữa, cho nên là chỉ có thể nấu hoặc quay vào những ngày chủ nhật thôi các bạn. Còn chiều giống như là đi làm về là thôi chịu rồi đó. Cho nên là hôm nay làm cái kênh mà để làm cái clip mà ăn mừng kênh bật kiếm tiền là cũng dán đi làm xong là nói chung là đi làm ra cố gắng là chạy nhanh ra ngoài chợ để mua cái con gà này về để ăn mừng. Nói chung rất là vui. Cảm ơn tất cả các tình cảm mà các bạn đã dành cho kênh của Trâm Móc trong thời gian vừa qua. Đối với Trâm đó là một cái tình cảm rất là lớn luôn các bạn. Mình không ngờ là có một ngày mình làm vậy. Tại vì lúc ban đầu mình làm YouTube là lúc mình chia sẻ lên Facebook, hoặc là chia sẻ lên, lúc đầu mình làm mình chia sẻ lên Facebook với bạn, là người ta nói chung là mình do là mình đang đứng ở góc độ là mình làm YouTube mà mình yêu thích coi YouTube nữa, nên mình thấy nó rất là bình thường. Nhưng mà đối với những bạn mà người ta không có thích coi YouTube, hoặc là không có chuyên sâu và không có giống như không có hay lướt YouTube hay gì đó, là người ta nói cứ bảo là mình làm là giống như làm khùng làm điên vậy đó các bạn. Nói chung là ai có đam mê thì cứ làm đúng không các bạn. Mình có đam mê thì mình cứ làm. Và trước tiên là mình phải có sự tự tin đúng không. Cái gì Trâm thiếu nhưng mà tự tin là Trâm có thừa. Cho nên là cảm ơn tất cả các bạn đã dành tình cảm cho bạn Trâm trong thời gian vừa qua. Các bạn coi video thấy hay thì nhớ like, share và subscribe kênh để đăng ký kênh ủng hộ cho Trâm Móc TV nha. Có tim chiêu. Bây giờ ăn gà tiếp nha các bạn. Để nâu nãy giờ trời tội nghiệp quá. Nâu cho con cái từ cổ nè nâu. Rất là giòn luôn, cái da cổ rất là giòn luôn á. Cho nên phải lột da dành với nâu mới được. Trời ơi, cái cổ chà bá lửa còn như này nâu. Ê, ngon không? Ngon gì nó kêu ta. Con gì nó kêu quên, nó là con nhạc xanh nè. Mình ở khúc trên phòng trên kia cho nên là tới kín mít phòng mình cũng không biết là nghe tiếng con gì kêu luôn á các bạn. Giờ tự nhiên ngồi đây nghe tiếng nhạc xanh kêu làm nhớ với quê ghê luôn á. Nè cháu đừng tổ nè.
ngon không? Ừ. Ăn là thấy ngoan nha. Nói chung là mình kêu nó biết nghe lời á, kêu nó ngồi nó ngồi, kêu nó cũng nằm á, mà tùy hứng tùy lúc nữa không hả. Cho miếng xương nữa nè, các bạn thấy cái lỗ tai của nó không, nó bị phẫu thuật thẩm mỹ á mấy bạn. Sếp mình định cắt lỗ tai cho nó, đưa nó đi phẫu thuật thẩm mỹ cho lỗ tai nó dựng lên mới đẹp, nhưng mà bây giờ nó không có dựng lên mà nó sụp luôn rồi. Nâu qua đây cái nâu. Cái này là nâu, là phiên bản phẫu thuật thẩm mỹ bị lỗi nha mấy bạn. Nè, nhìn cái mặt thấy gốp à. Mấy bạn thấy cái lỗ tai của nó không? Này nâu, nâu. Mấy bạn thấy cái lỗ tai của nó không? Mất tiêu rồi, bị cắt. Đáng lẽ là phải dựng lên các bạn, dựng lên giống như cái tam giác vậy á, nhưng mà bây giờ nó sụp mất tiêu rồi. Tội nghiệp lắm. Không hiểu sao mình rất có cảm tình với con chó nha mấy bạn, thiệt luôn á, mình rất thích mấy con chó luôn. Thấy mấy con chó tự nhiên dễ thương gì đâu á, hay là tại do mình yêu thích nó không biết nữa. Anh bán gà nướng với ớt có coi video của em nhớ chia sẻ nha. Ngon lắm mấy bạn, mua ở trên gần trên Đức Hòa. Hồi nãy đi làm ra là chạy đi mua luôn chứ không có về, không có, chưa tắm rửa hả. Ừ. Đã quá. Hồi nãy mình hỏi rồi, con gà này còn sống là 1,6 kg á mấy bạn, thấy ghê không? Giờ nướng lại còn như ta, còn 1,1 kg, 1,2 kg gì không ta? Chắc 1 kg là dữ lắm rồi hả? Độ độ vậy thôi. Nãy nó bán con 160.000 con. Ok các bạn, còn có miếng nữa các bạn. Để gỡ khúc thịt này ra cho con nâu cục xương nha các bạn. Nói chung là chăm cũng no lắm rồi đó, thiệt. Thật sự là rất là no luôn á, còn gốc này thì sẽ chừa cho Sang Sang nha các bạn. Sang Sang có gì cũng cho chị chăm hết á, tội nghiệp lắm. Hôm nay nâu quay clip với chị chăm là trúng số luôn à. Nâu ơi, nâu vào đây nâu, lại đây con. Nó nói con hiểu hả? Hả? Nhìn cái mặt nó rồi mấy bạn. Nhìn cái mặt của nó kìa nè. Ok, thì bây giờ mình sẽ kết thúc video đây nha các bạn. Các bạn coi video thấy hay thì nhớ like, share, subscribe kênh để đăng ký kênh ủng hộ cho bạn Trâm nha. Còn bây giờ bạn Trâm xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Bye bye. Bye bye. Nâu, nâu nâu nè, nâu bộ miếng thịt nè, bắn tim đi. Chiêu nâu nè, chiêu chiêu. Ok, mình kết thúc video nha các bạn.